Chồng Nguyên sáng sớm đi bầu cử gì hay sao? Mới có 8 giờ rưỡi rồi ổng đi. Ba bu yêu xi thủ phèo à? Ba, nì bu yêu xi thủ phèo à? Cho hồi tối cho mưa cả nhà. Mưa mưa lớn lắm luôn. Trời mà gầm hị hị luôn á. Gầm mà Nguyên ngủ không được luôn. Chồng Nguyên mua đồ ăn sáng gì ăn. Nguyên xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà đến với kênh của Nguyên Cuộc Sống Malaysia. Sáng sớm Chồng Nguyên có mua đồ ăn sáng nè. Quỳ Âu, yêu bao phải hiểu mà. Đó rồi là được đi. Mỹ dù trắng cô ly mà. Chị có xả ha. À, bà cà má có thao cái chết à? Mạn à? Chờ mu tả bao cho phụ chị à? Nó có sức kéo vào chê ra. Vì chồng em có chiên bánh rồi cả nhà. Cái này bột với lại nói chung là rau á. Bột với lại hành, củ hành tím, củ cải đỏ. Có khi để đậu rồng nữa cả nhà. Ăn sáng. Nhìn chồng Nguyên ăn, ổng ăn thấy thèm á. Ba chồng Nguyên thì ổng hôn hồi há ăn. Bạn thấy quay gò à? Bạn thấy quay gò tỏ cái muốn lại gì sạch? Nói à? Nó cũng hú rồi. Như người ta hay gì? Xe gì gì Nguyễn Vũ Thiển à? Hồi tối Nguyên có ngâm đậu nành nè cả nhà. Để Nguyên xay á, Nguyên xay ra Nguyên nấu sữa đậu nành uống. Mà sáng Nguyên thức trễ quá vì chồng Nguyên nấu đồ ăn rồi. Bây giờ Nguyên nấu không sao. Ngồi dì Sáu với là dì Út với là mấy dì với là em chồng Nguyên đi bầu cử á. Bầu cử xong rồi về đó, cái sẵn nó uống luôn. Cái máy xay nè cả nhà, nó có hai lỗ à. Nguyên ghim không có được, Nguyên không có biết ghim. Lấy cây để mình ghim được nhưng mà Nguyên không dám cả nhà. Nói tới điện là Nguyên sợ. Đây Nguyên mua một bịch đậu. Trời tưởng đâu nhiều dữ, có tí xíu. Ở đây Nguyên có để vô thêm mẹ đen á cả nhà. Chứ cơ xưa hy xưa mã nè. Chiên heo quà trù tô này kinh hy xưa mã quà dì quý y bao hình to trên này họ pha xuống lại y tiện bà nè nô phân hy xưa mã tôi phân chiên đi bên chèo.
cho tôi xùy khởi gì dung hết thôi. Hả? Cho tôi xùy khởi gì dung ha. Đi không vậy? Chú định bắt nói tất nhiên hả? Hả dù cho cơm à? Nhiều rồi. À. Nguyên để vô cả nhà, Nguyên xay rồi, cái Nguyên đổ vô xay khi nào mà cái của nó hết, nó còn tí xíu cả nhà. Chứ Nguyên không có được đợi cái hết uổng lắm. Nguyên xay á, xay tới khúc cuối cả nhà. Giờ Nguyên sẽ để mè đen vô nha. Tại vì mè đen á nó nhỏ á, Nguyên sợ xay nó không có nhuyễn được á cả nhà. Nguyên xay tới cuối Nguyên xay nè. Nguyên xay mấy cái xác đậu á, nó nhừ hết luôn. Nguyên xay được một nồi nè cả nhà. Để mè đen vô cái nước nó đen thùi vậy nè. Đó, bây giờ Nguyên sẽ đem đi nấu nha. Còn cái xác á, thì Nguyên xay á, Nguyên xay ra còn nhiêu đây nè cả nhà. Nguyên xay đi xay lại hoài luôn á. Này Nguyên nghĩ là đủ rồi, Nguyên không có xay nữa. Cho nên nó hả, nhiêu đây là đủ rồi ha. Với lại trong đây có một ít cái á cả nhà. Nguyên nấu á cho nó, Nguyên muốn ăn nấu lên nó kẹo quá, cho nên Nguyên để một ít cái đậu nành với lại mè đen vô trong đây nè cho nó kẹo. Nhưng mà mình nấu hơi cực, tại vì mình nấu có cái dưới nó lắng ở dưới nó sẽ bị khét nha, nhưng mình phải quậy lên á. Nguyên hái một ít lá dứa, Nguyên để vô cho nó thơm á cả nhà. Đây lá dứa nè. Nấu khi nào mà nó sôi á, cái Nguyên dặn lửa nhỏ nấu khoảng nửa tiếng nữa cả nhà, chứ không phải là mình nấu sôi rồi là chín đâu. Như vậy mình uống sữa nó sẽ không béo, nó không có ngon á. Sôi rồi mình nấu, dặn lửa nhỏ nấu khoảng nửa tiếng, mình nấu từ từ cả nhà, sữa nó mới chín, nó uống nó béo mà nó thơm ngon lắm. Nhưng mà mình phải quậy nha, không quậy với đích là nó bị khét đó. Tô nại á, phân biên chủ Nguyên kêu gì chồng Nguyên lấy kiếm cho Nguyên chai cái
cái chai như vậy nè cả nhà, để mình nấu sữa đậu nành á, cái mình nó nguội rồi cái mình bỏ vô tủ lạnh. Miêu à? Miêu lèo. San cơ ba lèo. Miêu. Có 3 chai rồi cả nhà. Mình kiếm 4 chai mà này có 3 chai. Nấu xong rồi như hồi á, cái mình chút vô trong cái chai này, đưa cho dì Trọng nguyên ngượng chai để đem về uống. Nguyên để vô một cục đường nha cả nhà, cục đèn đường này là đường dừa, đường này là nổi tiếng mà Malaysia, nó thơm lắm, nó làm từ dừa chứ không phải là làm từ thốt nốt cả nhà, gọi là đường thốt nốt á, nhưng mà cái này đường thốt nốt này nó thơm, nó ngon hơn của Việt Nam mình, tại vì nó làm từ dừa cả nhà, ở Việt Nam mình thì làm từ cây thốt nốt ha, ở đây làm từ dừa, mặt của cây dừa cả nhà. Nguyên để một cục thôi nha, tại vì gia đình chồng Nguyên á uống không có uống ngọt á, cho nên Nguyên để một cục thôi. Đáng lẽ ra Nguyên không có để đường luôn á, mà không Nguyên nói thôi để đường đi uống cho nó ngon. Sữa đậu nành mè đen của Nguyên làm xong rồi cả nhà. Giờ để đây nguội xong rồi cái Nguyên vô chai nha. Uống không hết thì vô chai để em tủ lạnh uống từ từ. Nguyên nấu xong rồi, kêu vô uống không ai uống hết trơn. Cái Nguyên kêu nè, uống không để con múc, ai cũng kêu uống hết trơn. Kiểu như làm biến vô lấy á nha. Nó còn nóng cả nhà ơi. Nóng rồi uống, Nguyên thì mình thích uống nguội. Uống nguội thì nó ngon hơn á. Cái này. Ngăn à. Một phần hy dưa mã, đi tiễn tiễn. Hy dưa mã. Ba chồng Nguyên gót cho một ly rồi kìa, ba chồng Nguyên ra đây ngồi. Trời ơi, trời chuyển mưa nữa kìa. Anh ơi, then hi hi kìa anh. Ba chồng Nguyên phái ngồi ngoài đây. Ngồi xăng thì nó mát đó cả nhà. Nhưng mà cái bông giấy á, nó rụng, dơ, quét hoài á. Dạo này trời mưa, ngày nào cũng mưa á cả nhà. Cho nên hả, cái cây bông giấy nó rụng, dữ lắm rụng luôn. Video của Nguyên đến đây kết thúc rồi cả nhà. Nguyên cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ video của hai chồng Nguyên ạ. Mến chúc cả nhà một ngày mới thật là an lành nha. Bye bye.